vietxahoi.com giới thiệu các bạn sự tích Mũi dày. Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là D. Nhà anh nghèo có, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăn, đánh đáo hay bày trận thả diều, thì chẳng còn biết trời đất. Vì thế đã nhiều phen, anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai, và cũng nhiều phen, anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, D cùng các chúng bạn bày một cuộc thi bơi lội. Đàn trâu thả trên đồi vắng. Cuộc tranh lèo giật giải đã đến lúc làm cho D không dứt ra được. Hết lặng đến hợp, bơi sấp đến bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của D chăng? Bọn trẻ hoảng hốt chia nhau đi tìm, hết bụi này bờ kia đến lùm đồi, chẳng thấy tầm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu thằng D bị kẻ trộm dắt đi rồi. Bọn trẻ la lên như vậy, rồi đứa nào đứa nấy dông trâu của mình về nhà. Chỉ một mình D ở lại, vật vã kêu trời khóc đất, khóc một hồi lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt. Anh hé mắt nhìn thấy một đàn quạ đang xúm quanh. Thì ra, chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con xà vào toàn mổ mắt. Thấy thế, Đê lập kế thình lình vùng dậy giật được chân một con quạ. Còn những con khác thì bay tán loạn. Về tức, ta sẽ cho mày hay, dám đến mổ mắt vào ta sao? Nghe nói thế, quạ hết lời gian nỉ. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Vật gì? Đưa đây xem. Quạ vội nhả từ trong miệng ra một viên ngọc nhỏ nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói: đây là viên ngọc nhỏ nhưng quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ có ngay việc đó. Đề nghị: vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm hay không. Bèn nói to: ngọc ngọc, ta muốn được một con trâu thay cho con vừa mới mất. Bỗng chốc từ dưới chân đồi lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu về. Từ đó đệ trở nên sung sướng và giàu có. Anh trả trâu cho trọc phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ mới dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: ngọc ngọc, ta muốn có một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên, sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa, mà thay vào đó là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo trạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà, mọi thứ bày biện rất là sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài giường cây cối tùm, trước sân thì hoa thơm cỏ lạ, không thiếu một thứ gì. Để chưa bao giờ thỏa thích đến như vậy. Chẳng bao lâu, D lại lấy ngọc ra cầu. Ngọc ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt, thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng của con gái của một vị trưởng giả ở trong vùng. Sau khi cùng mụ đi chợ coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói, trưởng giả đang lác mắt về sự giàu có của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Đề hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời mụ nói, không đầy một tuần, cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ của anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết làm giàu nhanh chóng của chồng. Vì vậy, sau khi về làm vợ đây, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc, nhưng đề không muốn để ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả lả cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Viên ngọc quý anh luôn cất giấu ở một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh vẫn cố công dò la tìm hiểu không nản. Một hôm, vợ mua rượu phục cho chồng uống bí tỉ. Trong cơn say, anh quên hết mọi việc. Có gì bí mật
đều phun cả cho vợ biết. Nghe lúc Đê nằm mê man, người vợ bèn trộm lấy viên ngọc rồi lén về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy dáng bóng vợ, đi tìm ngọc thì cũng không thấy đâu cả. Biết vợ mình đã lấy trộm mất viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ của anh không chịu nhận lấy việc mình lấy ngọc, mà anh còn bị ông trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc lại vừa mất vợ, Đê buồn quá đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân, rồi khi nghĩ đến viên ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần trâu dài tóc bạc hiện ra trước mặt rồi hỏi, làm sao mà còn lại khóc? Đê kể lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm một tí gì. Vị thần bảo, ôi, con đừng có buồn nữa, ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý. Nói rồi, vị thần bước tới chỗ bình hoa trên hương án, bẻ một bông hoa trắng và một bông hoa đỏ rồi nói, con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà nó, nhất định nó sẽ gặp chuyện không hay. Lúc đó, con sẽ dùng bông hoa đỏ để lấy lại viên ngọc. Nói xong, vị thần liền biến mất. Theo đúng lời dặn, Đê bèn đem bông hoa trắng đến gài ở cửa sổ của nhà trưởng giả, chỗ buồn của vợ, rồi ra về. Lại nói chuyện, vợ Đê bây giờ đang ngồi mân mê viên ngọc quý, chợt ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc nàng đã thấy bông hoa gài ở cửa. Quái lạ, làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ thế này chứ? Vừa nói, nàng vừa cầm hoa lạ đặt vào mũi, hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem và cũng đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng mà càng gãi thì càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên, ôi, cái hoa này có ma, mũi tôi làm sao lại như thế này? Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ vì thấy mũi của người nào người nấy không ngừng nhô thêm mãi. Trước chúng còn dòm mồm, sau đã dài quá cầm, nhưng chúng vẫn chưa chịu dừng lại, mũi vẫn thòng xuống quá ngực, rồi xuống quá bụng và còn dài xuống nữa, gần chấm đất mới chịu thôi. Ôi xấu hổ quá đi, trông như cái dồi dôi vậy. Vợ chồng trưởng giả rất hoảng sợ, còn vợ của Đê nước mắt đầm đìa, nghĩ đến nhan sắc có một không hai của mình trước đây. Cả mẹ lẫn con vội trốn vào buồng tránh mặt kẻ hầu người hạ. Chỉ có trưởng giả lấy khăn che mặt, hối hả báo người nhà đi mời thầy thuốc. Nhưng khi nhìn thấy bệnh lạ, thầy thuốc nào cũng lắc đầu. Hề, cây mũi này của cụ chỉ còn nước là cắt đi. Nhưng mà cắt chưa chắc đã lành, nó chỉ làm xấu thêm và nguy hiểm nữa là khác. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ, trong bọc có thủ sẵn bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười và hiểu rằng đó là do sự mầu nhiệm của bông hoa thần. Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi. Đê đáp, cái đó không có việc gì lạ, nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc đó cho tôi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại và lành lặn như cũ. Trưởng giả không còn cách nào khác, đành giục con gái trả món bảo vật lại cho chồng. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái giòi dần dần co lại, cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận và vui vẻ. Mỗi lần làng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin với Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng thấy con quạ năm xưa đến đầu ở cửa sổ, nói với vào. Trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc. Nghe nói, Đê liền thò tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc, giơ ra cho quạ. Nhưng chưa kịp trao, thì quạ đã nhảy vào, chộp lấy viên ngọc trên tay, rồi bay đi mất. Khảo gì? Việt Nam còn có chuyện. Mẹ con hoàng hậu bị dài mũi là một dị bản của truyện đã kể. Có hai bố con nhà kia, bố sắp chết, dặn con của mình hãy chôn mình xuống ao trước nhà. 3 năm sau, tác ao,
thấy cái gì cứ lấy mà dùng. Người con theo đúng lời dặn, tát ao được một cái túi, một thắt lưng và một chiếc sáo. Túi càng vũ thì càng ra tiền bạc. Thắt lưng thắt vào, người tự nhiên nhẹ bổng, chạy nhanh như bay. Sáo thổi lên, có nhiều quan quân hiện ra xung quanh bảo vệ. Gặp dịp nhà vua kén trễ, người con mang cả ba thứ đó đến chỗ tài. Anh dùng thắt lưng chạy dù đến kinh đô, rồi trước mặt vua, anh vũ túi ra một đống bạc. Khi người của vua xông lại, anh thổi sáo, liền có quân gia hiện ra canh giữ không cho lấy. Vua sợ, cho anh đến hôn với công chúa, bảo công chúa và hoàng hậu đánh cắp các bảo vật rồi đuổi đi. Thất vọng, anh đi hái củi để sống. Gặp một cây na, ăn thử một quả thì ngứa mũi, càng gãi thì mũi càng dài. Tới một nơi nọ khát nước, anh vụt xuống một cái ao giải khát. Không ngờ nước ao đó lại làm cho mũi của anh ngắn lại như cũ. Anh liền lấy những quả na và một lọ nước đưa về kinh cải trang trào bán cho vua. Mẹ con hoàng hậu ăn na vào, tự nhiên mũi mọc dài thêm. Tìm thầy chữa, mũi càng dài thêm đến một sải nữa. Bây giờ anh chàng đóng bộ một người con gái ăn mày xin vào chữa, bảo là phải đánh vào người, đem phơi nắng 3 ngày mới khỏi. Anh đánh công chúa trước, sau đó bôi một tí nước, mũi có co lại. Qua ngày thứ 3, anh không bôi, chỉ nói, thế là không thể khỏi hẳn được, chắc là có phạm một lỗi gì đó, như lấy cái gì của ai chẳng hạn. Công chúa thú nhận có lấy chiếc sáo rồi thắt lưng. Đưa trả, anh chữa thêm cho công chúa và nói, còn gì nữa, trả cho hết thì mới khỏi hẳn. Cuối cùng công chúa trả cái túi, anh nói, chúng mày là đồ gian ác, phải chịu số phận dài mũi là đúng. Nói rồi anh bỏ đi. Chuyện vừa kể cũng khá phổ biến ở Âu và Á. Hình ảnh các dị bản có khi là chiếc mũi mọc dài như vòi voi giống truyện của ta. Đó là truyện của Đức do Grimm sưu tập, truyện của Ý ở La Mã và truyện của Lết Lăng. Nhưng không phải ngửi hoa mà là ăn phải quả táo hay quả vả. Có khi là đầu mọc sừng như truyện của Pháp, của Ả Rập. Có khi là mọc đuôi như truyện của Ý ở Marxer, hay là hóa thành đầu nai như truyện Ecoser. Lại cũng có khi hóa thành khỉ như truyện của Ấn Độ, hay hóa lừa như truyện của người Can Bút. Sau đây là một số truyện có hình ảnh đầu một sừng. Trước hết là truyện của Pháp có tên Túi Tiền, Cái Còi và Cái Mũi, gần với dị bản của ta vừa kể. Có 3 anh em, một người là đội, một người là cai và một người coi phu dịch. Đều có nhiệm vụ luân phiên gác trần. Một hôm đến lượt người thứ 3. Đang gác, bỗng thấy có một bà già đến nhà xin sưởi. Anh nói, đừng có vào. Các anh tôi mà dậy thì chúng giết bà mất. Bà già đáp, ta sẽ cho anh một cái túi. Để làm gì? Hễ thò tay vào khi nào thì cũng đều có vật. Đưa đây. Anh cho bà già vào để được cái túi. Tối mai đến lượt người thứ 2, chuyện cũng xảy ra như trên. Nhưng lần này không phải túi tiền mà là một cái còi. Thổi vào là có thể xuất hiện binh lính. Đêm khác lại đến lượt người thứ nhất, nhưng lần này lại là chiếc mũ đưa đi bất cứ nơi đâu. Một hôm, người thứ 3 chơi bài với một công chúa. Công chúa có một tấm gương nhìn vào có thể thấy được bài của đối phương. Thế là anh thua, mất cả túi tiền. Trở về rừng gặp lại bà già. Bà già hỏi tại sao mà buồn. Anh liền cho biết sự thật. Bà bảo mượn cái còi sẽ gỡ lại cái túi. Nhưng anh lại thua cây, mất luôn cái còi. Bà già bảo đi mượn cái mũ, lại đến lượt mất cả mũ. Bà già bèn cho anh mấy quả táo. Đây có 5 quả, hãy đem bán cho công chúa. Công chúa mua táo, cho người nữ tỳ 2 quả, mình ăn 3. Kết quả nữ tỳ mọc 2 sừng trên đầu, công chúa mọc 3. Gọi thầy thuốc đến cắt càng mọc khỏe. Lúc này bà già lại trao cho anh 2 chai nước. Đây, chai này là một sừng, chai kia là mất sừng. Anh liệu mà đến lấy lại các vật đã mất. Cải trang đến lâu đài, anh tự xưng là lang y, có thể chữa trụng các sừng. Anh hữu ý cho người nữ tỳ uống nước trụng sừng, còn công chúa uống nước một sừng. Công chúa hỏi, tại sao đối với tôi thuốc không công hiệu? Hắn đáp,
Hay, chắc là có chuyện gì đó thuộc về lương tâm. Không có. Vậy thì tại sao một người lành bệnh, một người lại mọc thêm? Phải thành thực hối lỗi mới được. À, tôi có lấy của người ta một cái túi quái ác. Đưa đây cho tôi, cần phải trả lại cái gì không phải là của mình. Anh chỉ cho công chúa uống trụng một cái sừng sau khi nhận lấy cái túi, rồi lại nói, dường như chưa hết tội lỗi. Ta có lấy một cái còi dơ bẩn nữa. Công chúa tiếp, đưa đây, phải trả lại chứ. Ừ, thì trả nè. Anh lại cho uống trụng sừng lần thứ hai. Lại nói như trên, công chúa thú nhận, ta có lấy cái mũ thổ tả, đưa đây. Nhưng khi lấy lại chiếc mũ, anh ba chân bốn cẳng bỏ đi, mặc kệ công chúa với chiếc sừng còn lại. Cũng giống với các truyện đã kể, truyện của đồng bào Thái ở Nghệ An có tên là Quả Chuối Tiêu Kỳ Lạ, có nội dung như sau. Có bốn cha con được ông thần thưởng cho về nết không tham, một cái nắp ép khẩu có thể làm ra gạo, một con dao cùng có thể hạ bất cứ cây rừng nào, và một cái gậy có thể đi bất cứ đâu. Nhưng thần lại không cho biết tính mầu nhiệm của chúng. Hai người anh từ khi thấy nắp ép khẩu làm ra gạo thì sinh lười và hư. Trừ người em siêng năng nên phát hiện ra sự mầu nhiệm của hai vật. Anh dùng dao cùng với bố vỡ nương, lại dùng gậy đi đến cùng vua. Được công chúa yêu, bố công chúa thấy anh thuộc dòng hèn hạ thì không bằng lòng, đòi phải làm một con đường bằng gạo mới gả công chúa. Nhờ nắp ép khẩu, anh làm không khó khăn. Khi đánh hơi, thấy anh có vật quý, thì vua thuận gả, nhưng lại ép anh rượu say để phun ra mọi bí mật, rồi làm bộ không tin. Vua bảo anh mang đến làm thử cho xem. Thế là tiếp đó anh bị giam cầm, mọi bảo vật đều bị tước đoạt cả. Nhờ người canh ngục giúp đỡ, anh thoát khỏi ngục lên rừng. Không ngờ bắt gặp một cây chuối tiêu có quả kỳ lạ. Anh ăn một quả tự nhiên đầu mọc nhiều sừng. Sau đó gặp một cây cam có quả, ăn vào thì sừng lại rụng. Anh bèn cải trang mang chuối về dâng vua, làm cho cả hoàng gia đều mọc sừng. Trong cung rối rít cả lên. Anh lại đóng bộ thầy thuốc vào chữa, và cũng như các truyện đã kể, cho bệnh nhân biết chỉ có bày đàn cúng oan hồn chăn trễ với những vật của nó thì mới hy vọng lành. Vua chỉ đưa con dao cùng, anh cho ăn một muối cam, sừng rút ngắn một tí, anh làm bộ không chữa khỏi rồi bỏ về. Vua cuống quýt mang nốt hai vật kia ra trả, nhưng anh mắng cho vua một trận rồi cưỡi gậy thần mà đi. Vừa xấu hổ vừa uất ức, vua học máu mà chết, còn anh sau đó lấy được một cô gái khác nết ra làm vợ. Người Pháp còn có một truyện Phật Tuy Na Thuyết xuất bản từ năm 1530, nội dung cũng là một dị bản của các truyện đã kể. Một anh chàng phi lưu tên là Phật Tuy Na Thuyết lạc vào rừng, nhận được của bà tài thần một cái túi không bao giờ cạn tiền. Sau hắn lại dùng mẹo chiếm được của một ông vua ở Alexandria một cái mũ có thể chở đi theo ý muốn. Hắn chết để hai vật quý lại cho con trai là Ambedo và Andalusia. Người con đi du lịch với cái túi bị Agrippin, con gái vua nước Anh biết và chiếm lấy túi. Trở về lấy cái mũ thần của người anh. Anh vào lâu đài của vua, dùng mũ đưa công chúa đến một nơi hoang vắng ở Hibernia. Ở đây có những cây táo sai quả, công chúa đòi ăn. Anh cưỡi mũ để trèo lên cây, lập tức công chúa ước một mình trở về lâu đài. Andalusia hoảng quá nhưng họa vô đơn chí, anh liền ăn táo và đầu mọc hai cái sừng, đành ngồi than khóc. Một tu sĩ đi qua nghe tiếng khóc, bèn chỉ cho một loại táo khác, ăn vào có thể làm mất sừng. Thế rồi, cũng như các truyện đã kể, anh cũng trảy cả hai loại táo, tìm cách về London bán loại thứ nhất cho công chúa. Rồi cũng giả đóng bộ lang y, chữa cho rụng sừng trước khi lấy lại các vật quý. Đoạn bảo mũ mang cả mình và công chúa đến một nhà tu kính, rồi bỏ nàng lại đấy mà đi. Trong văn học phương Tây thời Trung Đại, cũng có một quyển truyện kể một hoàng tử nhận của cha mình ba vật quý, anh bị rơi vào bẫy của một cô gái đẹp. Cô này đánh hơi, biết được giá trị của ba vật, bèn tìm cách chiếm đoạt. Cuối cùng, hoàng tử bị cô gái phản bội, mang đi bỏ vào trong sa mạc. Đói quá, anh đi thất thểu, dọc đường thấy có loại quả cây,
ăn vào không ngờ bị bệnh hủi, lại ăn một quả khác thì lành. Khi đến một xứ nọ, anh thử dùng loại quả thứ hai chữa cho một kỳ hủi, được họ coi là bậc đại lang. Về đến thành phố cũ, đại lang y được cô gái đón vào nhà chữa bệnh, nhưng cô ta không nhận ra diện mạo của anh. Vì đại lang nói, bệnh này sẽ lành nếu bà biết sám hối những tội lỗi đã phạm trước đây. Nếu không, tôi cũng bó tay. Cô kia thú nhận, nhưng ở đây, sau khi đã lấy lại ba bảo vật, hoàng tử cho kẻ thù ăn quả cây hóa hủi rồi bỏ đi biệt. Truyện Ấn Độ cũng có nội dung thế này. Một ông vua chuẩn bị một chuyến du lịch, bèn giao ước lại cho quan đầu triều, bảo rằng nếu quá một năm mà mình vẫn chưa về, thì y phải giao ước cho quan thứ hai của triều đình để đi tìm mình. Vừa đi đến nơi, gặp bốn tên trộm, trộm được bốn vật quý. Đang cãi nhau, không ai chịu ai. Bốn vật quý đó là một gươm có thể chặt đầu kẻ thù ở cách xa, một bát sứ chỉ cần tra hiệu là có thức ăn ngon, một tấm thảm có thể hái ra tiền, và một cái ngai có thể mang người đi bất cứ đâu. Được chọn làm trọng tài, vua bảo ai lặn xuống nước được lâu hơn thì kẻ ấy chọn lấy cái quý nhất. Khi họ hợp đầu, vua vội cướp lấy tất cả rồi treo lên ngai, bảo nó đưa mình đến một thành phố xa. Ở đây, vua mê một cô gái nổi tiếng xinh đẹp và lấy vàng từ tấm thảm để cung phụng. Ngạc nhiên vì tấm thảm lạ, cô gái sai đầy tớ trình biết được giá trị tấm thảm và các vật khác, bèn dỗ cho vua mang mọi thứ tới. Đoạn rủ đi gặp vua nước mình để cùng nhau đi săn. Khi hai ông vừa đi thì nàng lấy trộm giấu kín các của quý. Đoạn nổi lửa đốt nhà. Từ xa nhìn thấy lửa, vua vội vàng chạy về thì đã thấy cô gái làm bộ xóa tóc nằm dưới đất than khóc. Vua hỏi, những vật kia đâu? Không biết. Thế là hết tiền. Vua bị cô gái hắt hủi và cũng không còn cách nào để trở về nước được nữa. Một năm trôi qua, quan đầu triều bèn bỏ đi tìm vua. Đến một nơi nọ, có một cái giếng nước đen sôi sục. Một con chuồn đến uống nước, bị một vài giọt bắn lên đầu, tự nhiên nó hóa thành khỉ. Thế vậy ông quan bèn múc lấy một bình mang đi. Khi gặp vua, ông đưa cho vua vàng, bảo tìm đến nhà gái và đưa mình đi theo giả làm đầy tớ. Trong lúc nói chuyện, quan đầu triều lén nhỏ nước lên đầu cô gái và cô liền hóa khỉ. Người nữ tỳ thấy vậy sụp lạy xin làm cho chủ trở lại nguyên hình. Phải đưa đầy cây gươm, bát sứ, tấm thảm thì mới được. Người nữ tỳ mang đến, hai người vội trèo lên ngay, chỉ một lúc sau đã trở về nước cũ. Một truyện khác của Ý có nội dung như sau. Một chàng trẻ tuổi ăn quả tim của một con chim màu nhiệm, nên mỗi sáng đều nhặt được ở dưới gối một hộp tiền. Trong khi đi du lịch đến một thành phố nọ, chàng trai nghỉ ở nhà một người đàn bà và cô con gái của bà. Cô gái rất đẹp, làm cho anh vui miệng khoe khoang số phận của mình và còn nói toạc cái bí mật của món của cải thu hoạch đều đặn hàng ngày đó. Mẹ con động lòng tham, bèn cho anh chàng ăn một thứ thuốc làm cho quả tim chim bật ra ngoài để chiếm lấy. Đoạn đuổi anh ra khỏi cửa. Nhờ được một bà tiên thương hại cho một chiếc nhẫn thần có phép đưa người đi xa, anh lại trở lại nhà cô gái. Không ngờ cô gái cũng lại biết được, cô đề nghị đi chơi núi. Cuối cùng cô bỏ anh trên núi cao rồi trộm nhẫn thần trở về một mình. Ở đây anh chàng đói bụng cũng tìm ăn, nhưng không phải táo mà là một thứ xà lách, tự nhiên hóa thành lừa. Lừa đi dần xuống chân núi gặm cỏ, không ngờ ăn phải một thứ cỏ lạ lại hóa thành người. Anh hái cả hai thứ về, cải trang, trao bán xà lách trước nhà mẹ con cô gái. Cô gái mua xà lách ăn, hóa thành lừa. Anh cũng chữa cho cô lành với điều kiện phải trả lại tất cả các vật quý. Truyện của người Căng Mút trong sách Cái Chết Màu Nhiệm có nội dung như sau. Có hai chàng trẻ tuổi, một người là con vua và một người là bạn của người kia. Bị bắt, sắp bị đem làm mồi cho hai con nhái dữ tợn, từng bắt dân địa phương mỗi năm phải nộp một mạng người. Nghe nói ai ăn được thịt hai con vật đó sẽ nhả ra vàng và đá quý. Hai chàng bèn tìm cách giết chết hai nhái rồi ăn thịt, đoạn ra đi sau khi nhả ra vô số báu vật. Đến chân một hòn núi, hai chàng trọ tại nhà hai mẹ con làm nghề bán rượu. Biết khách có báu vật, hai mẹ con bèn phục rượu cho say rồi cướp lấy.
rồi đuổi người ta ra khỏi nhà. Hai chàng đi một đoạn đường khá xa, gặp một bọn trẻ đang tranh nhau một cái mũ có ghép làm cho người ta tàn hình. Họ bảo chúng, mũ sẽ về tay đứa nào chạy đến đích trước nhất. Chúng nghe lời, nhưng khi chúng chạy, họ liền cướp lấy mũ, cũng bằng cách họ chiếm được một đôi hia 7 dặm mà hai con quỷ đang tranh nhau. Qua nhiều cuộc phiêu lưu, một hôm họ ghé vào một ngôi đền, nhìn qua khe cửa, thấy người giữ đền đang giăng một tờ giấy rộng rồi quấn vào người. Quấn xong, tự nhiên hóa thành lừa. Lại quấn giấy vào lần thứ hai thì trở lại thành người. Họ vào đền lấy trộm cuộn giấy mang đến nhà mẹ con người bán rượu bảo rằng nếu dùng giấy ấy mà cuốn vào người thì sẽ được rất nhiều vàng. Hãm của mẹ con nghe theo đều hóa thành lừa cái. Để trừng phạt chúng, họ bắt chúng làm công việc nặng nhọc trong 2-3 năm, chờ đến khi hối lỗi mới cho trở lại nguyên hình. Kết thúc truyện này giống với một truyện của Pháp có tên Con Chim Xanh. Truyện Ả Rập thì có nội dung như sau. Một người trẻ tuổi sau khi ăn cổ họng một con chim lạ, bỗng nhiên trở nên có sức khỏe hơn người. Anh đến một nước nọ, ở đây có niêm yết, ai thắng công chúa trong một cuộc thi vật sẽ được kết hôn cùng công chúa, nhưng nếu thua thì bị mất đầu. Anh xin đấu, công chúa vốn khỏe nổi tiếng, từng làm cho các đối thủ rơi đầu, không thắng nổi anh. Hai bên nghỉ sức để mai đấu tiếp. Đoán rằng trong người của chàng trai trẻ có cái gì lạ. Buổi chiều, người ta cho anh uống một thứ thuốc mê. Khi mê, thầy thuốc cởi áo khám. Biết sức khỏe của anh là do cái họng của con chim lạ mà có. Họ bèn dùng phép lấy cái họng ấy ra khỏi dạ dày. Tỉnh dậy, thấy mất sức khỏe, anh bèn bỏ trốn. Ở đây cũng có chuyện dọc đường anh gặp 3 người đang tranh nhau 3 vật quý. Một tấm thảm bay, một cái bát gọi thức ăn ngon và một cối xây tay có thể quay ra tiền. Anh bèn ném một hòn đá ra xa, bảo ai nhặt được về trước sẽ được làm chủ các vật quý. Thế rồi trong lúc họ chạy, anh ướt tấm thảm cho mình lên núi cát, rồi lại đưa về chỗ công chúa, đề nghị tiếp tục vật trên tấm thảm của anh. Khi cả hai người bước lên thảm, anh ước cho thảm mang cả hai lên núi cáp. Thế vậy công chúa sợ quá, hứa trả họng chim cho anh nếu anh đưa nàng trở về. Tưởng như vậy là xong, nhưng anh lại để lộ 2 vật quý, làm cho công chúa động lòng tham, bèn bảo anh đưa mình đi dạo chơi. Trong một lúc anh bước chân ra khỏi tấm thảm, lập tức công chúa ước trở về với bố. Thế là mất tất cả mọi thứ. Chàng trẻ tuổi chỉ còn biết ngồi mà khóc. Cũng gần giống với các chuyện đã kể, trong khi đi thất thểu dọc đường, anh tìm được 2 cây chà là, một cây màu vàng ăn vào thì sẽ bị mọc sừng, một cây màu đỏ ăn vào thì sừng sẽ rụng. Anh hái đầy túi mang về, cải trang trào bán ở cửa lầu. Công chúa ăn 16 quả, mọc luôn 8 sừng, mọi thầy thuốc đến chữa đều bó tay. Vua hứa sẽ cả công chúa cho kẻ nào chữa lành. Anh chàng tới, bắt đầu cho ăn 1 quả chà là đỏ, một sừng rụng xuống, tiếp tục mỗi ngày 1 quả cho đến ngày thứ 8 thì được lấy công chúa làm vợ và nhờ đó chiếm lại mọi vật quý. Một số truyện sau đây cũng có tình tiết trừng phạt kẻ xấu bằng cách làm cho dài mũi, nhưng không thuộc loại mô típ đã kể, chỉ có kết hợp phần nào với mô típ truyện tam và tứ. Truyện của người Dao có tên Quả Lúc Lắc như thế này. Có 2 anh em nhà kia, người anh chiếm đoạt tất cả tài sản của bố mẹ để lại, lại còn bắt người em lao động nặng nhọc. Một hôm, người em một mình canh lúa nương, đuổi theo con chim tri ăn lúa, tình cờ leo núi đến một nhà nọ, có 7 cô tiên. Lại có 1 quả lúc lắc, khi ướt thì có cơm dọn ra. Anh chàng trộm lấy quả quý về nhà, nhờ đó ăn uống thỏa thích, lại còn thích đãi bà con làng xóm. Biết em của mình nhờ đuổi chim mà được của quý, người anh cũng đi canh lúa đêm và cũng đuổi theo chim tri. Nhưng lúc đến nơi, không ngờ vì lần trước mất quả lúc lắc nên 7 cô tiên trập trình. Bắt được hắn, mỗi cô véo mũi 1 cái, mũi hắn tự nhiên sưng tấy chạy tới trốn. Người anh về cầu cứu người em. Người em lại đi trình ở nhà 7 cô tiên, nghe lỏm được phép chữa lành mũi sưng là gõ quả lúc lắc vào mũi với cầu thần chú. Sống thật thà, sống thật thà. Nhờ đó anh chàng chữa được cho anh mình lành lặn như cũ. Sau khi bắt anh chịu sự nhức nhối của cái mũi sưng trong nhiều ngày để trừng phạt,
Truyện của người Miến Điện có tên Chàng Nghiện Rượu và Chàng Nghiện Thuốc Phiện rất giống với truyện vừa kể. Có một anh chàng nghiện rượu và một anh chàng nghiện thuốc phiện bị làng xóm ruồng bỏ thành đôi tri kỷ. Họ đi lang thang, bà đâu ngủ đấy. Một hôm chàng nghiện rượu ngủ quên ở một quán gần bãi Tha Ma. Đêm lại, có mấy con quỷ vào rồi nói, có mùi thịt sống. Chúng đi kiểm soát, nhưng anh bắt chước chúng rất khéo. 1, 2, 3, 4, một tí không sai. Nên chúng không ngờ gì nữa. Lại mách cho biết, có một hũ vàng dưới chỗ ngồi. Sáng dậy, anh đào lấy, đưa về và trở nên giàu có. Chàng nghiện thuốc phiện cũng bắt chước ngủ ở quán, hy vọng được của. Nhưng không may, lũ quỷ vì mất của nên lần này để tâm trình. Bắt được anh, chúng kéo mũi dài đến 9 thước để trừng phạt. Chàng kia lại đi chơi với lũ quỷ, nhưng hỏi cách chữa. Quỷ bày cho cách, lấy chày cọ vào mũi thì lành. Việt Nam có truyện chàng tẹt mũi cũng tương tự như hai truyện đã kể. Một người cha sắp chết, để lại 30 nén bạc cho hai đứa con trai. Hai anh em rủ nhau đi lập nghiệp, nhưng người anh cướp lấy tất cả. Người em ngủ trong một cái miếu, nghe các vị thần kháo chuyện với nhau. Một vị hỏi, cây bưởi ở một làng nọ đang xanh tốt, tại sao lại héo? Rồi đáp, nếu giết được hai con chuột bạch cắn mất rễ, thì cây sẽ xanh trở lại. Có bà già làng nọ, có cây dưa, mỗi năm ra 2 quả bằng vàng. Cỡ sao nó cứ héo mòn. Nếu bà ấy chăm sóc con ngựa cẩn thận thì cây lại xanh. Một vị khác lại nói, tôi có cái trống đánh 3 tiếng thì có thức ăn. Nói rồi lấy trống đánh ra để dọn cỗ mời nhau chén. Sáng dậy, người em thấy các vị thần đã biến đi lúc nào, bèn lấy cái trống thần rồi tìm đến làng có cây bưởi, bày cho dân làng bắt giết 2 con chuột bạch, rồi lại đi đến làng có bà già, bày cho bà cách cứu chữa cây quý. Bà ta gả con gái cho anh, 2 người sống sung sướng. Khi gặp lại người anh tham lam, người em kể cho nghe câu chuyện của mình. Người anh cũng tìm đến ngôi miếu cổ. Lúc này, các vị thần tỏ ra bực tức và chỉ nói với nhau về những câu chuyện của họ, không hiểu sao lại bị tiết lộ. Tìm thấy anh chàng, họ lôi ra đánh túi bụi. Bắt phải trả cái trống thần. Hắn khất sẽ về lấy. Các vị thần bèn kéo dài cái mũi của hắn ra. Hẹn khi nào trả xong trống sẽ hóa phép làm cho ngắn lại. Nghe chuyện, người em lại đến ngôi miếu cổ. Nghe các vị thần bảo nhau, nếu dí trống vào mũi, mũi sẽ trở lại nguyên hình. Người em bèn về, dí trống vào mũi anh mình. Nhưng ở đây, hắn dí quá tay, làm cho mũi tẹt lõm vào. Vì xã hội.com cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc quan tâm.